cho hành tinh này. Chạy ngang mình cơ, chạy ngang mình như thế. Mình quá nhờ, đường cao phép chạy ngang luôn. Đây, tốc độ bây giờ đang là 100 km giờ đây. Các bạn đang nhìn xem đó là cơn bão đằng sau chúng tôi. Nó đã chọc lại thành một. Hai cơn bão cát này nó chọc lại thành một. Nó đang bắt đầu chạy tốc độ 100 km/h. Chúng tôi phải chạy 120-130 km/h mới thoát khỏi. Rất là lớn. Bão cát và núi tuyết. Bão cát và núi tuyết, các bạn nhìn xem. Nó lại chuẩn bị chờ gần với chúng tôi. Lần đầu tiên tôi